Chúng ta đến với lời Chúa sáng hôm nay và chúng ta cảm ơn Chúa vì lời hứa của Chúa trong phần thờ phượng của chúng ta. Chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa thay đổi chúng ta, thay đổi thâm sâu trong tấm lòng của chúng ta. Từ sự than khóc chúng ta, Chúa đổi ra sự vui cười. Từ sự đau thương, Chúa đổi ra sự nhảy múa, sự tôn thờ Chúa. Để tất cả đời sống của chúng ta đem vinh hiển cho Chúa. Sự thay đổi thâm sâu trong đời sống đó là cái kinh nghiệm của chúng ta nắm lấy sự sống ở trong Chúa. Phần hiểu biết đó cũng dẫn chúng ta vào trong phần bài học mà chúng ta vừa nghe đọc từ phần Kinh Thánh từ đoạn 6 câu 12 đến câu số 20. Chúng ta sẽ nói về thân xác thánh sạch, nói về cái lẽ đạo, nguyên tắc sống thánh sạch trong thân xác trước mặt Chúa. Chúng ta chỉ cần quan sát lại cái sách Cô-rinh-tô nhất mà chúng ta đang học. Chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô đang đối diện với một hội thánh với rất nhiều nhu cầu và cái vấn đề. Và ông nghe từ những vấn đề về trong hội thánh, từ những người báo cáo cho ông, hay là ông biết về phần nhiều những chi tiết ở trong hội thánh. Và ông biết những nhu cầu, ông lưu tâm đến cái sự tăng tiến, vấn đề khó khăn của hội thánh. Vì ông là người sáng lập hội thánh. Và chúng ta thấy rõ điều đó trong cái cách mà ông đối diện với những nhu cầu trong hội thánh. Thì chúng ta thấy từ đoạn 1 tới câu đoạn số 4, ông nói về sự chia rẽ trong hội thánh. Ông đưa ra những cái nguyên tắc để giải quyết vấn đề trong hội thánh. Hội thánh Cô-rinh-tô là một hội thánh nhiều ân tứ, nhiều sự ban cho nhưng cũng rất nhiều những vấn đề. Sống trong sự hỗn tạp, nhiều khê của đức tin. Và trong những vấn đề căn bản đối diện với trong hội thánh là vấn đề chia rẽ. Tới phần đoạn số 5 thì chúng ta thấy rằng trong hội thánh có một cái thái độ rất là dung túng, thờ ơ, lơ tơ mơ với lại tội lỗi, dung dưỡng tội lỗi. Họ thiếu cái sự hiểu biết về cái nguyên tắc phân biện về tội lỗi, không có cách biết cách để kỷ luật nhau trong đức tin. Cho nên sứ đồ Phaolô viết thư đòi hỏi họ sửa đổi trong cái thái độ đối với tội lỗi, dứt khoát với men tội lỗi, cắt bỏ những cái sự sai trật ở trong hội thánh. Và giờ chúng ta tới đoạn số 6 thì chúng ta thấy rằng họ có vấn đề đem giá trị của ngoài đời vào trong hội thánh, điển hình là trong cái sự giải quyết vấn đề xung đột lẫn nhau, xung khắc lẫn nhau trong vấn đề cá nhân. Họ kiện tụng nhau ra tòa và sứ đồ Phaolô viết thư để cấm điều đó và cho họ thấy rằng họ đã sai trật trong vấn đề hiểu biết chỗ đứng của họ trong cõi đời đời với Chúa, sự ban cho trong cương vị của những người thuộc về Chúa. Họ sai trật trong vấn đề sống cho cái sứ điệp của hội thánh Chúa, sự ra báo tin mừng trong hội thánh, qua hội thánh mà Chúa dùng, và không sống bày tỏ ra thập tự giá của Chúa Giêsu, khi họ không sống quên mình, họ sống để mình ở tại trọng tâm. Và như sứ đồ Phaolô nói, không bày tỏ cái sự thay đổi rõ ràng ở trong đời sống mà cần thiết để chứng minh rằng mình thuộc về Chúa. Thì bây giờ ông tới cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học thì ông để ra từ đoạn 6 câu 12 cho đến đoạn câu 40 của đoạn số 7, nghĩa là từ đoạn câu 12 của đoạn 6 cho tới hết đoạn 7. Ông sẽ nói về các vấn đề liên hệ tới thân xác thánh sạch. Ông sẽ nói về vấn đề hôn nhân, vấn đề lập gia đình, vấn đề sống thế nào trong gia đình để đẹp lòng Chúa. Chúng ta thấy được cái nguyên tắc này dạy dỗ cho chúng ta trong vấn đề thân xác thánh sạch. Chúng ta có hai phần chính ở đây là nguyên tắc sống thánh sạch trong thân xác trước mặt Chúa, và chúng ta áp dụng cái đời sống thánh sạch để mà sống trong sự liên hệ với Chúa. Chúng ta hôm nay sẽ học chỉ một phần đầu mà thôi, đó là cái phần A, nguyên tắc sống thánh sạch trong thân xác. Chúng ta sẽ nói về sự chọn lựa sống ích lợi hay là sự là đau khổ, chọn lựa sống làm chủ hay là làm nô lệ. Chúng ta sẽ học trong đoạn 12, trong câu 12 mà thôi. Đó là mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đó là câu mà chúng ta sẽ chú ý tới phần hôm nay. Trước hết xin chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa phán để lời Chúa đến sâu vào trong tấm lòng chúng con. Xin khi chúng con lắng nghe, quyền năng của Chúa đến thay đổi chúng con, đụng tới tấm lòng chúng con, thay đổi sự đen tối ra ánh sáng, thay đổi sự chết ra sự sống, thay đổi sự buồn rầu ra sự khoái lạc trong Chúa, thay đổi sự bất khiết của chúng con đến chỗ sống thánh sạch trong thân xác,
trong tâm hồn, trong đời sống chúng con, cho sự vinh hiển của Chúa, cho nước của Ngài. Xin Chúa vừa giúp chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Tôi bắt đầu ngay về cái nguyên tắc sống thánh sạch trong thân xác trước mặt Chúa. Trong câu số 12 một lần nữa, mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Chúng ta nói về cái thân thể thánh sạch trước mặt Chúa. Chúng ta có thể bắt đầu với cái sự quan sát là chúng ta sống trong một cái xã hội, trong đất nước này và trong thế giới này, mà chúng ta thấy là cái sự gian ác càng ngày càng mạnh mẽ hơn, và giống như là Hội Thánh Chúa càng ngày càng yếu đi và càng ngày càng mất đi cái hiệu quả sống ở trong cộng đồng thế gian. Chúng ta đang sống với cái dịch của COVID-19, chúng ta thấy cái sự lây bệnh, cái sự chết tràn ngập rất là nhanh chóng. Thì nếu mà chúng ta nghĩ đến cái giá trị ở đời sống chúng ta đối diện với thế giới xung quanh, thì chúng ta giống như là đang sống trong cái dịch COVID-19 trong phương diện thuộc linh. Đó là có một cái bệnh lan tràn cái vi khuẩn của giá trị thế gian, và cái sự thi hành sống ở trong cái tội lỗi của thế gian thì nó cũng lan rộng ra và nó hay lây, và nó làm cho ngay cả Hội Thánh cũng đang mắc bệnh. Chúng ta thấy cái dấu hiệu của sự bệnh hoạn đó khắp mọi nơi, ngay cả giữa vòng chúng ta. Cho nên chúng ta phải để ý để mà quan sát hay là chú ý tới vấn đề hết sức là khó khăn ở đây. Nếu mà chúng ta trở lại với lại đoạn 6 câu số 9 trước đó, thì chúng ta sẽ thấy điều này. Bắt đầu từ câu số 9 thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đây sư đồ Phaolô nói rằng anh em há chẳng biết là những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình. Rồi ông nói về những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đám năm sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chát bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời. Cho nên ông nói là đời sống của chúng ta phải đối diện với lại cái sự quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc ở bên trong. Nếu chúng ta muốn thấy được cái sự thay đổi ở bên ngoài trong đời sống của chúng ta, và nếu mà một hội thánh không hiểu được cái lẽ thật này và nắm lấy cái lẽ thật này và đi trong cái sự sống này, thì chúng ta giống như là muối đã mất mặn, và cái ảnh hưởng của chúng ta trên đời sống xung quanh, trên cộng đồng xung quanh không còn nữa. Chúng ta không có cái sứ mệnh gì để nói lại với lại thế giới của chúng ta. Thành thử cái vấn đề mà sư đồ Phaolô đang nói tới là vấn đề sự thay đổi, cái sự khác biệt giữa hội thánh và cộng đồng của người thế gian. Thì cái điều mà mất đi cái sự khác biệt trong hội thánh và trong thế gian là một phần rất lớn nói lên cái vấn đề đời sống thánh sạch ở trong Chúa, đời sống thánh sạch ở trong thân thể, đời sống trong sự liên hệ thân xác mà Chúa định cho trong nguyên tắc của Ngài. Thành thử ở đây sư đồ Phaolô sẽ đụng tới những vấn đề nói về vấn đề liên hệ thân xác với vấn đề thánh khiết ở trong đời sống trong thân thể, và ông đưa cho chúng ta rằng ở trong cái phương diện này chúng ta phải sống đúng trong cái nguyên tắc mà Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta muốn suy nghĩ tới cái bối cảnh lịch sử của Hội Thánh Corinto. Đó là trong đoạn 5 thì chúng ta đã thấy rằng họ sống trong một cái sự đời sống sa đọa về tội lỗi trong sự. Ở đây thì ông nói là khắp nơi đồn ra rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng giống như vậy, đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Rồi như phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc xong ở trong câu số 9, ông nói là kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Chúa Trời, thì ông cũng nói về những kẻ tà dâm, những kẻ ngoại tình, những kẻ đắm nam sắc. Ông đưa ra cái vấn đề về đời sống thay đổi, đáng lẽ có sự thay đổi quyền năng của Chúa làm việc ở trong thân xác của chúng ta, thì là hội thánh còn có những vấn đề hết sức là khó khăn.
Khi chúng ta tới vấn đề này thì chúng ta phải hiểu rằng cái vấn đề về thân xác này nó không phải chỉ là vấn đề tự giác hay là vấn đề cố gắng để sống theo kỷ luật, nhưng mà là một cái sự căn bản liên hệ đối với Chúa. Nếu mà chúng ta chỉ nghe cái sự lời dạy ở đây mà chúng ta cố gắng làm theo thì chúng ta sẽ thấy rằng nó là sự bất khả thi. Chỉ ở trong cái chỗ chúng ta biết rằng Chúa đã thay đổi chúng ta từ bên trong, Chúa ban ân điển của Chúa để chúng ta sống trong cái sự kính sợ Chúa, hiểu biết Chúa, theo Chúa trọn sức lực của chúng ta, thì chúng ta mới thấy rằng quyền năng của Chúa sẽ làm việc trong chúng ta để đem lại sự thay đổi. Thành thử vấn đề về thân xác, nhưng mà nó là vấn đề liên hệ của chúng ta đối với chính Chúa. Để đối diện với vấn đề thân xác thì chúng ta muốn chú ý tới phần ở đây. Đó là vấn đề về thân thể này thì nó bắt đầu với là một cái thái độ sai trật về cái khía cạnh sử dụng thân thể và cái tiêu chuẩn mà chúng ta bị xâm lấn bởi thế giới chung quanh khi nói về vấn đề liên hệ thân xác cách tự do mà chúng ta thấy hiện nay đang xảy ra trong thế giới chung quanh của chúng ta. Thì ở đây sứ đồ Phaolô cũng dùng hai cái chữ này mà ông cho chúng ta thấy rõ ràng. Đó là nói về cái sự thân thể chẳng phải là sự dâm dục đâu, bằng là vì Chúa và thứ yếu là vì thân thể. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sẽ sống lại, cũng sẽ quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Ông nói về vấn đề thân thể và vấn đề thân thể đối với sự dâm dục ở đây. Ông dùng chữ đó ở trong câu số 13 mà chúng ta vừa đọc xong. Thì chúng ta sẽ thấy trong câu số 18, ông cũng sẽ nói vấn đề đó nữa là hãy tránh sự dâm dục, mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào trong sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Thì ông nói về vấn đề thân thể, vấn đề dâm dục và vấn đề sử dụng thân thể cách sai lầm. Thì người tín hữu ở tại Thánh Cô-rinh-tô thì họ nói thì cái vấn đề này nó chỉ là cái vấn đề về sinh lý, sinh học mà thôi. Nó giống như là mình đói bụng thì mình đi ăn, còn ở đây mình có cái nhu cầu về thân xác thì mình bày tỏ cái sự liên hệ thân xác đó, rồi nó chỉ là cái vấn đề tạm thời, nó không có vấn đề gì liên hệ tới vấn đề cứu rỗi, về vấn đề danh Chúa ở đây. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái câu đó khi mà họ nói trong câu số 13 đồ ăn là vì bụng là vì đồ ăn. Chúng ta sẽ trở lại cái phần đó khi chúng ta đi vào trong chi tiết. Nhưng mà ở đó cho chúng ta thấy rằng họ có một cái thái độ rất là sai trật ở trong vấn đề liên hệ thân xác, về vấn đề sống đúng tiêu chuẩn của Chúa trong sự thánh khiết, thánh sạch của thân xác. Nhưng mà có một vấn đề sâu xa hơn nữa. Đó là ông nói về vấn đề đó trong câu số 15 tới câu số 17. Đó là họ đến với các gái mại dâm ở trong cộng đồng của họ và họ coi đó là cái chuyện bình thường. Đó là những người ở trong hội thánh sống chung đụng với gái mại dâm như là cái chuyện bình thường ở trong đời sống của họ. Sứ đồ Phaolô nói anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao, câu số 15. Vậy thì có nên lấy chi thể của anh Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Tức là Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận được điều đó. Anh em há chẳng biết rằng người nào kết hợp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chấp rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hợp với Chúa thì trở thành một tánh thiêng liêng với Ngài. Chúng ta sẽ trở lại với phần kinh thánh này, nhưng mà rõ ràng đó là cái vấn đề sử dụng thân xác sai lầm này nó không phải là cái chuyện về lý thuyết mà thôi. Đây là những cách mà họ đang sống ở trong cộng đồng hội thánh. Những người nói rằng mình tin Chúa thì sống kết hiệp với gái mại dâm, với địa phương điếm đĩ, mà cho đó là cái chuyện bình thường của đời của một người theo Chúa. Thì họ lại tìm cách để chứng minh hay là cái tìm cách giải thích tại sao đây là cái chuyện có thể làm được, cái chuyện không phải là chuyện sai trật. Cho nên trong câu số 12 họ bắt đầu với câu đó là mọi sự tôi có phép làm. Lát nữa chúng ta sẽ thấy là họ giải thích cái điều đó tại sao. Sứ đồ Phaolô mới chặn họ lại liền và nói rằng mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng có mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Các tín hữu ở tại thành Cô-rinh-tô thì họ sai trật trong sự suy nghĩ, nhưng mà cái ảnh hưởng của đời sống của họ
trong cái môi trường sống của họ thì cũng đã chi phối họ rất nhiều. Họ đã sống cái cuộc đời như vậy trước khi biết Chúa, và trong cái thành phố ở tại Corinto thì cái vấn đề dâm loạn, vấn đề sử dụng thân thể một cách tự do thì nó là ra cái truyền thống, hay là nó ra cái văn hóa của thành phố đó rồi. Cái động từ Corinthianize thì có cái ý nghĩa là sử dụng gái mãi dâm, thì đưa ra cho họ một cái lối sống, một cái lối suy nghĩ mà nó bị hỗn loạn trong vấn đề về đức tin, trong vấn đề sử dụng thân xác. Thành phố Corinto là một thành phố nổi tiếng về đền thờ của Aphrodite. Aphrodite là nữ thần về sự về tình yêu theo cái ý nghĩa của họ. Và cái đền thờ của Aphrodite được dựng trên một cái tảng đá rất lớn cao giữa thành phố. Thì thành phố ở dưới tảng đá đó, thì mỗi đêm tại cái đền thờ đó thì có 1.000 người, 1.000 gọi là nữ tế lễ của thần Aphrodite. Nhưng mà thiệt ra là gái mãi dâm, thì họ đi từ trên cái đền đó xuống thành phố và quyến rũ những người khác để mà gọi là thờ phượng vị thần Aphrodite này. Cho nên đó là cái môi trường sống của hội thánh, và họ đối diện với cái sự chi phối rất là kinh khủng của thế giới xung quanh. Thành thử cái thái độ của họ là chúng ta sống trong một cái môi trường rất là khó khăn, rất là chi phối và rất là ảnh hưởng sâu đậm, thành ra đâu có cách nào mà làm sao để sống cho toàn thiện trước mặt Chúa được. Không ai có gọi là perfect, không ai có thể theo Chúa được, mà mình lại nghĩ lại thì mình thấy Chúa cũng đã hiểu biết vấn đề này. Chúa cũng du di cho chúng ta sống trong ân điển để có thể thích hợp với lại cái nhu cầu của đời sống chúng ta và cái ảnh hưởng của thế giới xung quanh. Thành thử họ giải thích rằng trong ân điển của Chúa, mọi sự tôi có phép làm, tôi có cái sự tự do để làm những chuyện mà Chúa không có cấm. Trong thân thể Chúa cứu linh hồn rồi thì thân thể này không có giá trị gì nữa, thành ra mình chỉ sống đời này sao cũng được, miễn sao là khi mình chết mình lên thiên đàng. Cái thái độ đó là cái thái độ rất là nguy kịch. Thành ra sứ đồ Phaolô muốn bắt đầu với cái chỗ là đụng tới cái sự bào chữa của họ, đánh đổ cái lý luận sai trật của họ trong vấn đề này. Thành thử khi họ nói rằng mọi sự tôi có phép làm, thì ông đụng tới vấn đề đó một cách căn bản. Thành thử chúng ta thấy rằng ông muốn giải quyết vấn đề tội lỗi trong thân thể, cái sự sử dụng thân thể cách sai lầm ở trước mặt Chúa. Thì ông không chỉ nói về vấn đề đó, nhưng mà ông nói về vấn đề căn bản, cái triết lý, cái sự suy nghĩ, cái nền tảng giá trị. Và khi cái người gọi là tin Chúa mà có thể sống ở trong cái chỗ giải thích sai trật, lý luận sai trật, và để có thể phân bua cho cái đời sống sai trật của mình, thì rõ ràng là có một cái lỗ hổng rất lớn ở trong cái thái độ và cái đời sống đức tin. Khi một người giới hạn Chúa, hay là bóp méo lời của Chúa, hay là lý luận với Chúa, thì luôn luôn vấn đề ở đằng sau là vấn đề không vâng phục và vấn đề không sống thực hành đức tin. Là cái sự không vâng phục đó, nó bắt đầu ở trong tâm trí, nó đi ra cái lý luận theo sự khôn ngoan, theo ý riêng của mình. Nhưng mà cuối cùng thì nó là một cái sự bất tuân, bất phục đối với Chúa. Nó giống như là một cái lý luận gọi là nói ngang nói ngược để mà có thể làm theo ý riêng của mình. Thành thử ở trong đoạn câu số 12 thì ông chặn ngang điều đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái thái độ này cũng được bày tỏ thêm ở trong đoạn số 10 câu số 23. Thì ở trong đoạn số 10 câu số 23 thì họ cũng nhắc lại điều đó, nhưng mà cái hoàn cảnh đó là họ lý luận rằng mình có thể ăn của cúng thần tượng, mình có thể đi theo những cái liên hoan, những cái cuộc tiệc của những người bạn ở trong thành phố của mình, mình có thể say sưa sống như là người đó, tại vì ở đó là mọi sự đều có phép làm,
Chúa đã tha thứ mình rồi, mình không còn bị bắt buộc sống động theo luật pháp nữa, cho nên mình có quyền tự do để sống trong ân điển. Mà chữ ân điển của họ hiểu được là cái sự theo ý riêng của mình. Sư đồ Phaolô nhấn mạnh lại điều đó, cho nên khi nói rằng mọi sự tôi có phép làm thì ông nói nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Họ nói lại là mọi sự tôi có phép làm thì ông lại nói tiếp nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Rồi trong đoạn số 10 câu 23 thì họ cũng nhắc lại điều đó. Mọi sự đều có phép làm thì ông nói nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Họ nói mọi sự đều có phép làm thì ông nói nhưng chẳng mọi sự đều làm gương tốt. Nên ông nói cái chữ nhưng này để mà ông nhắc lại là cái vấn đề nó không có như là họ nói. Cái vấn đề nó ngược lại hoàn toàn cái sự suy nghĩ của họ. Nếu chúng ta nhìn vào trong tiếp tục câu số 21 của đoạn số 10 thì chúng ta thấy ông giải thích cái vấn đề sai trật của họ rất là rõ ràng và rất là cặn kẽ, đối diện với một cái sự sai lầm rất là sâu xa trong cái thái độ sống và cái triết lý sống của người tín hữu tại thành Corinto. Anh em há chẳng có thể uống chén của Chúa mà cũng uống chén của các quỷ? Chẳng có thể dự tiệc của Chúa là dự tiệc của các quỷ? Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Họ đến trong nhà của Chúa, họ dự tiệc thánh xong thì họ ra ngoài, họ đi nhậu với lại những người trong thành phố. Họ vào trong tiệc của đền thờ của người ngoại và họ dự tiệc với các quỷ. Thì ông nói là chúng ta muốn trêu lòng Chúa, chọc Chúa giận hay chăng? Hay là chúng ta tưởng rằng mình có thể lý luận hơn Chúa, mình có thể có những cái sự lý luận mạnh mẽ mà mình quyết định ngoài ý muốn của Chúa. Thì theo ý của họ là mọi sự có điều phép làm, nhưng ông nói rằng chẳng phải mọi sự đều có ích. Họ nói lần nữa là mọi sự đều có phép làm, nhưng ông nhắc lại chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Tức là cái sự suy nghĩ của mình nó không phải là cái lý do để mà mình quyết định trên điều đó. Vấn đề chạy chữa lý luận bên vực không phải là chỉ là vấn đề ăn của cúng hay là vấn đề thân xác thôi mà thôi. Nhưng mà nó có thể đến để mà lý luận những cái chuyện sai trật khác trong đời sống của mình. Trong vấn đề thờ phượng Chúa đều đặn hay không, vấn đề dâng hiến hay không, vấn đề hầu việc Chúa hay không. Từ chuyện đi làm đến chuyện sử dụng thì giờ đến chuyện dạy con. Nghĩa là những người mà trong đời sống của chúng ta rất dễ dàng để mà thông đồng giữa đời và đạo và đi hai hàng và bắt cá hai tay đó, thì tìm cách để mà lý luận giải thích xoay chuyển vấn đề. Nhiều khi mình mù lòa trong cái sự suy nghĩ đó. Tôi nhớ khi tôi ở Thanh Long Beach thì đi với một sư nam đi thăm một người mà bỏ vợ đi lấy vợ bé. Tới nhà gặp ông thì ông ra rất là vui mừng bắt tay mục sư cách hết là thở rất là vui vẻ, không có gì sợ hãi. Và ông nói tôi rất cảm ơn Chúa vì Chúa ban phước cho tôi là Chúa làm cho tôi bỏ ông vợ cũ đi lấy cái vợ mới, bây giờ chúng tôi rất là vui vui thỏa hạnh phúc, cảm ơn Chúa. Mình không biết nói sao để mà giải thích cho họ. Tôi có lần ngồi đối diện với một thanh niên, người này là người có cái đời sống trong cái sự đồng tình luyến ái. Thì anh nói với tôi là người được Chúa tạo ra với lại cái khuynh hướng này. Chúa tạo nên cái thân thể tôi như vậy thì tôi sống theo cái sự Chúa ban cho. Thành thử tôi làm cái chuyện mà Chúa ban cho thì là đạp ý Chúa, sao lại nói là không được. Thì những cái lý luận như vậy nó đòi hỏi có một sự suy nghĩ rất là rõ ràng, chín chắn trên lời của Chúa. Thành thử chúng ta muốn suy nghĩ lại cái câu mà ông nói là mọi sự tôi có phép làm nó ở đâu ra và tại sao nó là vấn đề nghiêm trọng trong sự suy nghĩ của người tin Chúa tại thành phố Corinto. Mọi sự đều có phép làm nó là một phần nó ra từ cái sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô về vấn đề tự do trong ân điển Chúa. Khi chúng ta được cứu thì chúng ta được giải phóng khỏi ràng buộc của luật pháp Chúa, ở cái chỗ là chúng ta không còn phải làm trọn luật pháp nữa theo sự đòi hỏi của luật pháp, vì sự làm trọn luật pháp đã được thi hành cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Chính Chúa đã làm trọn luật pháp. Thành thử
chúng ta không còn ở dưới cái sự đòi hỏi của luật pháp là phải làm trọn luật pháp nữa để mà được cứu, để mà được Chúa chấp nhận. Thành ra khi nói rằng chúng ta không còn ở dưới cái sự đòi hỏi của luật pháp để làm trọn luật pháp nữa, thì có người nói như vậy thì tôi tự do, muốn làm gì tôi mọi tôi muốn làm gì làm. Sư đồ Phaolô xác định một định luật của ân điển, đó là chúng ta đã được giải phóng ra khỏi sự tôi mọi của luật pháp. Tôi mọi của luật pháp có nghĩa là tôi phải hội đủ điều kiện đòi hỏi của luật pháp mới được xưng công bình. Và nếu không hội đủ điều kiện thì ở dưới sự định tội của luật pháp, ở dưới sự phán xét công bình vì đã phạm luật pháp. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng khi chúng ta là người được cứu thì qua Chúa Giêsu thì đã hội đủ cái sự công bình của luật pháp rồi. Cho nên không phải tự mình làm, cần phải làm trọn tất cả những sự đòi hỏi của luật pháp nữa. Trong cái chỗ đó chúng ta được tự do để mà sống cho Chúa, để mà sống đẹp lòng Chúa. Chứ không phải là chúng ta được tự do rồi bây giờ không cần làm trọn luật pháp nữa, cho nên không làm trọn luật pháp luôn, cũng không theo luật pháp luôn, theo ý riêng của mình. Điều đó được bày tỏ rõ ràng, giải thích rõ ràng trong Roma đoạn số 8. Thì chúng ta đang thiết lập cái vấn đề nguyên tắc ở đây, cái sự suy nghĩ, cái giá trị sống ở đằng sau. Tại sao người Côrintô có thể sống, gọi là đi nhà thờ, sống trong Chúa mà họ sử dụng thân thể mình làm một cách sai trật, ngay cả đi với phường điếm đỉ mà có thể coi rằng cái chuyện đó có thể thi hành được trong nhà thờ. Thì vì họ đã cố ý bóp méo sai trật lời của Chúa để theo ý riêng của mình. Thì ở trong đoạn Roma đoạn số 8 giải thích cho chúng ta cái căn bản của sự tự do trong Chúa. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh là sự sống. Của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, mà đã đoán phạt tội lỗi chúng ta trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Thì ở đây nói rằng chúng ta không còn là ở dưới sự tôi mọi của luật pháp nữa, chúng ta không còn bị định tội nữa, cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Jesus Christ. Cái lý do là chúng ta đã được ban cho sự tự do ở trong Chúa, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống là nhờ Đức Jesus Christ buông tha chúng ta khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Chúng ta đã được buông tha, chúng ta đã được giải phóng, chúng ta được ban cho sự tự do. Tại sao? Làm thế nào được? Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Chúa đã làm trọn luật pháp cho chúng ta và Chúa đã ban cho chúng ta cái sự thành tự do ra khỏi luật pháp. Thì ở đây cái lý do là Ngài đã sai chính con mình lấy tội lỗi dùng xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình và luật pháp buộc phải được làm được trọn. Thì trong chúng ta đã được trọn, trong chúng ta đã được làm trọn luật pháp rồi, cho nên chúng ta được tự do khỏi luật pháp. Và vì thế cho nên mọi sự tôi có phép làm, tôi có quyền tự do để sống không giữ luật pháp, ở trong cái nghĩa là làm cho trọn luật pháp để được cứu. Nhưng bây giờ tôi được tự do trong ân điển để sống đạp lòng Chúa, sống phục vụ Chúa, sống theo luật pháp trong cái sự ban ơn của Chúa. Điều mà chúng ta thấy là ngay cả trong cái chỗ mà các tín hữu tại Thánh Côrintô đang lợi dụng lời Chúa, lạm dụng lời Chúa, xuyên tạc lời Chúa, thì sứ đồ Phaolô vẫn giữ cái nguyên tắc của lời Chúa, đó là chúng ta có sự tự do trong ân điển Chúa. Thường chúng ta có cái khuynh hướng là khi lời Chúa bị lạm dụng hay là lợi dụng hay là xuyên tạc thì mình tránh nói cái chuyện đó đi, để mình giữ cho cái người tín hữu phải có cái sự quan phòng rõ ràng. Khi mà họ nói là trong ân điển có sự tự do cho nên họ tự do làm công việc sai trật, thì chúng ta rất ngại để nói về sự tự do trong ân điển. Chúng ta sẽ nói về luật pháp Chúa, chúng ta sẽ nói về kết quả kinh khủng nếu chúng ta không nghe lời Chúa. Nhưng ở đây thì sứ đồ Phaolô nhắc lại là có cái sự tự do trong Chúa. Ông không có nói là điều họ nói là sai trật. Ở cái căn bản là có sự tự do trong Chúa. Mọi sự ở trong Chúa, mọi sự trong ân điển Chúa thì chúng ta đã được tự do để sống trong ân điển đó, có phép làm.
Nhưng ông nói vấn đề chính yếu là chúng ta sẽ phải xem xét về chuyện gì có ích và chúng ta phải xem xét về chuyện gì bác phục được chúng ta. Thì rõ ràng là chúng ta muốn nói là có cái sự tự do ở trong Chúa và Chúa đã cho chúng ta sự tự do để sống trọn vẹn trong ơn điển Chúa. Ở trong Galatia đoạn 5 câu 1 thì nói rõ điều đó. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Cho nên chúng ta phải đứng vững trong cái sự tự do đó và không trở lại với ách tôi mọi nữa. Nghĩa là chúng ta không có trở lại trong đời sống, sống ở ngoài cái sự tự do của ân điển mà Chúa ban cho, nhưng sử dụng sự tự do đó. Nhắc lại trong đoạn 6 câu 14 của sách Roma, vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Thành ra là ở đây sự tự do trong đức tin là cái căn bản để chúng ta có thể sống đúng theo lời của Chúa và sống trọn vẹn trong sự ban cho của Chúa. Nhưng mà nó có cái sự hiểu rõ, đó là chúng ta tự do để sống trong Chúa, chứ sự tự do để sống thánh khiết, tự do để sống phục vụ Chúa, tự do để sống, dù là chúng ta không sống tới trọn vẹn, nhưng mà chúng ta tự do để sống trong sự bày tỏ đó. Và những điều thiếu sót trong chúng ta thì Chúa đã đong đầy cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Nghĩa là mình phục vụ Chúa không tới nơi tới chốn, nhưng mà mình vẫn phục vụ Chúa vì cái sự toàn thánh đã được ban cho chúng ta. Chúng ta không phải là người không phạm tội nữa, nhưng chúng ta đi trong đức tin. Khi nào chúng ta phạm tội, chúng ta đến với Chúa xin sự tha thứ, rồi chúng ta trở lại trong ân điển Chúa để sống tự do theo Chúa. Đó là cái đi ở đây. Câu 13 của Galatia đoạn số 5 nữa, thì hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Rõ ràng là chúng ta đã được gọi tới sự tự do, chúng ta được ban cho sự tự do, nhưng cái sự tự do đó không cho chúng ta ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng cho chúng ta sống phục vụ Chúa và bày tỏ chính Chúa, tình yêu thương của Chúa đối với nhau. Trong đoạn Roma đoạn 6 câu 1 tới câu số 4 là cái phần Kinh Thánh nói về cái sự tự do này mà chúng ta cần hiểu. Khi ở trong Kinh Thánh, khi nói rằng nơi nào mà tội lỗi tăng thêm nhiều thì ân điển Chúa càng tăng hơn nữa, nghĩa là không có tội lỗi nào mà Chúa không tha, không có tội lỗi nào mà Chúa không tha được, không có tội lỗi nào mà khi đến với Chúa thì Chúa nói cái này nặng quá, lớn quá, tha không được. Thì như vậy thì người ta nói như vậy thì mình tha hồ phạm tội, tại vì tội nào Chúa cũng tha, không có tội nào Chúa không tha. Thì câu trả lời là sao? Vậy chúng ta sẽ nói làm sao chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết vì tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài với phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Đức Chúa Cha từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Chúng ta được tự do khỏi tội lỗi, nhưng mà chúng ta đã bị chết trong chúng ta đã được chết trong Chúa Giêsu về tội lỗi, cho nên chúng ta không có sống trong tội lỗi nữa. Cho nên ông nói là anh em không hiểu vấn đề. Chúng ta được tự do, nhưng mà cái sự tự do đó ra từ cái sự chết về tội lỗi. Chúng ta không còn sống cho tội lỗi nữa, chúng ta sống cho Chúa, tự do để sống cho Chúa, chứ không phải tự do để sống trong tội lỗi. Là cái căn bản của sự suy nghĩ về ân điển của người tín hữu tại Côrintô hoàn toàn sai trật, áp dụng sai trật, lạm dụng lời Chúa để giải thích cho cái tội lỗi của riêng mình. Nhưng sứ đồ Phaolô chỉnh đốn lại và nói rằng có cái sự tự do trong Chúa, nhưng mà cái nguyên tắc sống của anh em phải chú ý tới một phần khác. Đó là điều mà chúng ta sẽ tới, đó là chọn lựa sự sống ích lợi hay là sự đau khổ. Và trước đó thì tôi chỉ muốn tóm tắt lại ở trong cái câu của Thánh Augustine, thì nói rằng chúng ta yêu Chúa, yêu người, rồi làm điều gì mà mình muốn. Nghĩa là khi mà mình đã sống trong cái đời sống theo Chúa, yêu Chúa, yêu người, thì muốn tha hồ, muốn làm gì thì làm. Chúng ta mới nghe thì tưởng là như vậy thì mình tự do để muốn làm gì thì làm, nhưng mà nó đã được định nghĩa rằng mình làm gì thì làm, nhưng mà làm trong sự yêu Chúa, mình làm gì thì làm thì trong sự yêu người. Thì đó là điều mà chúng ta làm gì thì làm trọn luật pháp Chúa. Điều răn thứ nhất, điều răn thứ hai, được tóm tắt lại tất cả cho chúng ta, thì ông nói chúng ta tha hồ mà làm trọn luật pháp. Chúng ta tha hồ mà sống trọn, không phải là trên cái sự cố gắng của chúng ta để được cứu rỗi. Nhưng bây giờ chúng ta đã được cứu, được ban cho sự tự do, cho nên
tự do để mà sống trong ân điển Chúa, theo ý Chúa, cho nước, cho sự bình yên của Ngài. Và đó là điều căn bản mà chúng ta muốn thiết lập ở đây khi sứ đồ Phaolô nhắc lại cho họ, không có nói là họ sai trật trong cái câu mà họ nói, sai trật trong cái ý nghĩa và sự áp dụng trong nội dung, nhưng mọi sự tôi có phép làm, mọi sự tôi tự do làm trong ân điển. Như vậy thì làm cách nào để mà chúng ta sống đẹp lòng Chúa trong vấn đề, đặc biệt là trong vấn đề thân xác, trong vấn đề thánh sạch thân xác, trong vấn đề không phạm tội với Chúa, trong vấn đề liên hệ thân xác của chúng ta như những người ở trong hội thánh tại Corinto. Thì ông nói là chúng ta phải hiểu vấn đề thứ hai, vấn đề cái nguyên tắc đó là mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Cho nên tới cái phần đó là chúng ta chọn lựa sống ích lợi hay là chúng ta chọn lựa sự đau khổ. Thì Phaolô thiết lập cái nguyên tắc đầu tiên ở đây đó là sự chọn lựa sự sống ích lợi, chọn lựa cái nhìn rõ ràng về cái kết quả của việc mình làm. Nghĩa là chúng ta phải hiểu cái kết quả của chuyện mình làm. Bất cứ quyết định nào cũng có cái kết quả hay là hậu quả, chúng ta hoặc là ích lợi hoặc là không có ích lợi và đau khổ. Mới đầu nghe nói thì thấy cái chuyện dĩ nhiên, nếu mà chọn lựa giữa kết quả của ích lợi hay là chuyện kết quả của đau khổ thì dễ dàng ai cũng sẽ chọn cái sự ích lợi, chứ ai muốn chọn sự đau khổ. Nhưng mà thiệt ra chúng ta là người tội lỗi, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng mình thường xuyên chọn cái sự đau khổ mà bỏ qua cái sự ích lợi. Nhưng mà ở đây thì ông nói là để mà có thể thiết lập lại là chúng ta không còn cái sự đòi hỏi phải làm trọn luật pháp nữa, thì trên cái căn bản gì để chúng ta nói là chúng ta sống với cái sự kỷ luật trong đức tin để giữ thân thể mình thánh sạch trước mặt Chúa, thì ông nói là quyết định trên cái căn bản của sự điều gì có ích. Và ông cũng sẽ nói cái điều không có ích là sẽ đem lại cái sự tan vỡ, khó khăn, gãy đổ, đau khổ cho chính mình. Thành ra ở đây chúng ta nói rằng cái nguyên tắc sống trong ân điển để bày tỏ cái sự tự do trong Chúa. Nhưng lý do mà chúng ta sống cẩn trọng với thân thể này, sử dụng quyền tự do để cách đạt ý Chúa là vì chúng ta biết được cái kết quả của cái sự chọn lựa của mình. Cái con đường chúng ta đi nó có cái kết quả rất là rõ ràng. Sự tha thứ của ân điển bảo đảm rằng chúng ta sẽ không phải trả sự xét đoán của tội lỗi. Nghĩa là nếu bây giờ chúng ta phạm tội thì Chúa đã tha tội lỗi đó rồi. Chúa sẽ tha những tội lỗi mà chúng ta thưa với Chúa, vì Chúa đã tha tội lỗi chúng ta một lần đủ cả. Chúng ta không trở lại để mà cứ không biết tội này Chúa có tha hay không. Chúa đã tha và Chúa sẽ tiếp tục giữ chúng ta trong cái sự tha thứ đó. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm đối diện với cái hậu quả của chuyện mình làm. Cho nên mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Chúng ta thấy cái chữ mọi sự đều có phép làm nhưng mà chẳng phải mọi sự đều sự có ích ở đây. Cái chữ có phép làm là cái sự tự do, cái quyền thẩm định, cái quyền quyết định, nhưng mà nó sẽ bị giới hạn, hay là nó nằm ở trong cái giới hạn đó, là cái sự giới hạn của sự quyết định phải trên cái chuyện là có ích hay không. Cái chữ có ích là cái chữ mình đem cái vốn rồi mình cộng theo cái lời, tức là một cái lời lợi lộc, một cái lời mà chúng ta cộng thêm vào trong cái vốn mà mình có. Thì ở trong cái phần Kinh Thánh này thì chúng ta có thể thấy rằng điều có ích là có ích cho mình, nhưng mà trong đoạn 10 cũng cái câu đó thì cho chúng ta thấy rằng có ích cho những người xung quanh. Không phải là sự gì cũng được sự gây dựng. Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Cái chữ gương tốt là cái sự gây dựng người khác, cái sự làm ích lợi cho người khác. Câu 33 trong đoạn 10 thì cũng nói rằng tôi gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm lợi ích riêng cho mình nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Thì đây chúng ta thấy là cái lợi ích này là lợi ích cho người khác nữa. Thì cái căn bản của sự quyết định thì ông nói là coi thử điều gì là điều có ích, coi thử điều gì là cái kết quả của cái công việc mình làm. Nghĩa là cái nguyên tắc không phải là vấn đề xưng công bình hay là vấn đề được cứu, nguyên tắc là cái sự ích lợi hay là cái sự tai hại của hành động.
Và ở đây sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh rằng cái sự tương phản nó rõ ràng lắm, đó là những việc mà chúng ta làm nó ra một kết quả rất là tai hại, rất là vô ích, cho nên không thể là cái chuyện mà chúng ta làm được. Nghĩa là có những chuyện vì nó tai hại quá đỗi, nó sai trật, nó hủy hoại quá đỗi, cho nên nó trở thành một cái điểm mà chúng ta không bao giờ muốn làm, không bao giờ để cho mình có làm những điều đó. Có những cái giá trả quá cao mà không thể để tiếp tục con đường đi sai trật được. Chúng ta biết cái câu chuyện của một người cha mà mỗi lần đứa con phạm tội không vâng lời thì ông lấy một cây đinh, ông đóng một cột giữa nhà để cho con thấy rằng cái vấn đề làm cho ông đau lòng và nó là cái dấu hiệu của sự phân rã giữa cha con. Còn một lần đứa con phạm tội thì người cha lấy đinh đóng vào cột, thì người con thấy có nhiều cây đinh quá thì mới đồng lòng ăn năn, mới khóc để xin cha tha thứ. Thì người cha lặng lẽ lấy cái búa nhổ hết đinh đi, nhưng mà một lát sau thì thấy đứa con vẫn đứng đó khóc. Thì hỏi tại sao, thì nói là người con đó nói rằng ba anh nhổ hết đinh rồi nhưng những cái dấu, những cái lỗ trên cây nó vẫn còn nhiều quá. Thì chúng ta dùng cái đó để chúng ta cho thấy rằng cái kết quả nó vẫn còn, cái hậu quả nó vẫn còn. Giống như là mình không vâng lời cha mẹ, mình là teenager, mình lấy xe của ông già, mình đi chạy ngoài đường cho vui. Khi chạy đụng vào chỗ xe khác thì bị hư xe rồi thì về nhà xin lỗi ba thì ba tha. Thì vấn đề liên hệ giữa cha con thì giải quyết rồi. Nhưng mà cái xe nó vẫn hư và vẫn không thể chạy được. Cho nên một bên là hậu quả, một bên là tha thứ. Cuộc đời có cái hậu quả nó giới hạn và nó trì trệ. Nó làm cho nhiều thời gian phải cố gắng đòi hỏi để sửa lại cho nguyên lành. Chúng ta, sứ đồ Phaolô nói là cái căn bản quyết định của chúng ta sống nó có cái phần đó. Nó không có nghĩa rằng chúng ta nói rằng ân điển không giải quyết vấn đề hậu quả của đời sống chúng ta. Vì Chúa là đấng thương xót vô cùng, một sự thương xót Chúa không lường được. Cho nên Chúa nhiều khi thường xuyên cũng giải quyết vấn đề hậu quả của đời sống chúng ta. Và ban sự thương xót để chúng ta không đối diện với cái hậu quả mà chúng ta xứng đáng. Nhưng mà chúng ta không thể gọi là presume on grace, không có thể ý là vì Chúa sử dụng ân điển Chúa trong đời sống của mỗi người chúng ta tùy theo sự chọn lựa tể trị của Chúa. Nhưng mà cái phương pháp mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh đó là Chúa dùng hậu quả của tội lỗi mà chúng ta đã làm. Dù chúng ta đã được tha thì cái hậu quả tội lỗi đó được Chúa sử dụng để vui mài chúng ta, để sửa lại sự không khoan của chúng ta, để đập vỡ những cái gì cứng cỏi, cứng lòng trong chúng ta. Và Chúa dùng những cái hậu quả của chính tội lỗi chúng ta để sửa chúng ta lại trở thành giống Chúa hơn. Không có nghĩa là Chúa không tha tội lỗi của Chúa trừng phạt. Chúa tha tội lỗi, bây giờ không có chuyện liên hệ khó khăn với Chúa nữa. Chúng ta luôn luôn trở lại với Chúa trong ân điển. Nhưng mà cái hậu quả đó nó trở thành cái công cụ trong tay Chúa để sửa những chuyện cần thiết trong đời sống của chúng ta. Và nhiều khi nó rất là đau đớn, nó rất là khó khăn, nó rất là tan vỡ. Cho nên ở trong đoạn Roma đoạn 11 câu số 22 nhắc cho chúng ta là hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhạc của Đức Chúa Trời. Có một cái sự nghiêm nhạc của Chúa khi Chúa dùng cái hậu quả của đời sống chúng ta để thi hành ý định đời đời của Chúa. Nhưng mà chúng ta muốn đi sâu hơn một tí xíu để nói về cái hậu quả mà sứ đồ Phaolô đang muốn nói ở đây, vì ông đang thiết lập cái căn bản, cái cơ sở để họ có thể quyết định trong đời sống thánh sạch thân xác mà ông xin giải thích trong cái phần kế tiếp. Cho nên tôi muốn đi vào trong cái vấn đề kết quả của sự hậu quả của sự sử dụng thân xác đúng trong lời của Chúa, đúng theo cái sự ban cho của Chúa và cái sự sử dụng thân xác ở ngoài chương trình của Chúa, ngoài sự cho phép của Chúa. Thì chúng ta muốn thiết lập đầu tiên, trước khi chúng ta nói về vấn đề sai trật, chúng ta muốn xác định rằng vấn đề ân ái thân xác là điều Chúa ban cho, là điều tốt lành, là điều đẹp đẽ. Nhưng mà trong một cái môi trường của giới hạn và ranh giới của Chúa đặt ra, đó là vấn đề là trong cái môi trường của hôn nhân. Thứ nhất là chúng ta xác minh đó là đây là cái món quà của Chúa ban cho, đây là ơn Chúa ban cho trong sự tạo dựng của Chúa và cho mục đích của Chúa. Ở trong Sáng Thế Ký đồng 1 thì chúng ta thấy điều đó trong câu 27. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sanh sản, thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất.
Chúng ta thấy trong đoạn 2 câu 22, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó là do người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu cùng vợ mình, cả hai cũng sẽ nên một thịt. Và Adam là vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Chúng ta thấy không cần giải thích gì thêm nhiều, chỉ thấy rõ ràng đây là ý định của Chúa, chương trình của Chúa, sự ban cho của Chúa. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người mà phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy đất. Chúng ta thấy cái giới hạn hay là cái môi trường hay là cái căn bản, cái vòng đai mà Chúa ban phước đó là hôn nhân. Và trong cái trong hôn nhân thì Chúa ban phước cho cái sự ân ái thân xác, cái sự liên hệ thân xác. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ, dính líu cùng vợ mình, cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Tức là đây là điều Chúa ban cho, và sự ban cho của Chúa là sự ban cho phước hạnh và đem lại cái sự nguyên lành, và đây là cái môi trường mà Chúa cho chúng ta sống động trong sự giàu có của Chúa. Chúng ta sẽ thấy điều đó trong sách Châm Ngôn, và chúng ta sẽ đi sâu vào sách Châm Ngôn để thấy phước hạnh cũng như thấy cái sự tai họa mà nếu chúng ta đi sai trật cái mục đích của Chúa về vấn đề thân xác. Thứ nhất là trong đoạn 5 câu số 18 nói về phước hạnh Chúa ban cho. Nguyên nguồn mạch con được phước, con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đăng thì, như nai cái đáng yêu và hoàng dương có duyên tốt. Nguyện nương lâm Ngài làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình Ngài khiến con say mê mãi mãi. Chúng ta thấy cái hình ảnh của sự phước hạnh của Chúa trong cái sự liên hệ thân xác mà Chúa ban cho. Đây là điều Chúa muốn, đây là điều đẹp lòng Chúa. Và ở trong cái căn bản của cái sự liên hệ đó, Chúa ban cho cái sự hiệp một. Thì cái hôn nhân là cái sự hiệp một giữa hai người mà Chúa đem đến trong để trở thành một trước mặt Chúa. Và cái sự bày tỏ của sự hiệp một đó là cái sự liên hệ thân xác mà Chúa dành cho. Bởi vậy người nam sẽ lìa cha mẹ và dính líu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và cái sự trở nên một này là cái vấn đề mà sứ đồ Phaolô dùng để cho chúng ta hiểu biết là khi mà chúng ta đi sai trật ra, thì ở trong hôn nhân cái sự hiệp một nó trở thành một phước hạnh lớn. Ở ngoài hôn nhân, cái sự hiệp một này nó thành một cái họa lớn, một cái sự tang thương kinh khủng mà chúng ta phải hiểu. Thành ra ông nhắc lại điều đó trong đoạn 6 câu 16 trong phần Kinh Thánh của chúng ta. Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở thành một xác với nó sao? Vì có chấp rằng hai người sẽ đồng nên một thịt, còn ai kết hợp với Chúa thì trở nên một thánh thiêng liêng cùng Ngài. Chúng ta sẽ đến học phần chi tiết này, nhưng mà ở đây nó rõ ràng là khi chúng ta đi trong ý muốn của Chúa thì cả hai sẽ nên một thịt, người nam sẽ lìa cha mẹ dính líu cùng vợ mình, phước hạnh của Chúa, và hai Adam và vợ đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Có cái sự vinh hiển Chúa ban cho, cái sự tự do, cái sự khoái lạc trong ơn của Chúa. Nhưng khi kết hiệp với phần điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao? Cũng cái nguyên tắc đó, nhưng bây giờ nó trở thành một cái sự tai vạ lớn trong đời sống của người ở ngoài Chúa, sẽ là sử dụng thân thể ở ngoài chương trình của Chúa. Chúng ta sẽ thấy cái sự hủy hoại đáng cay này bày tỏ một cách rõ ràng. Sự vấn đề của Phaolô đòi hỏi là vấn đề tội lỗi trong thân xác, và Kinh Thánh chỉ cho chúng ta rất nhiều về cái tai hại này khi chúng ta sử dụng thân xác cái sai lầm trong cái sự tình cảm, tình dục ở ngoài ranh giới mà Chúa đặt ra cho chúng ta. Thành ra khi sự chung đụng thân xác sai trật thì cái sự hủy hoại rất lớn. Cái nguồn phước hạnh đẹp đẽ của sự ân ái chăn gối trong hôn nhân thì cái sự nguy hại sai trật hủy diệt của tình cảm thân xác được bày tỏ không tránh được ở cái hình ảnh của cái sự quyến rũ và sự hủy diệt của vấn đề này trong cái hình ảnh của một nhân vật mà sách Châm Ngôn gọi là dâm phụ, thì đại diện cho tất cả những hoạt động, những khuynh hướng tội lỗi trong vấn đề ái ân thân xác ở ngoài khuôn khổ của Chúa. Thì trong Châm Ngôn đoạn 5 câu 3, vì môi kẻ dâm phụ đặt ra mật, và miệng nó dịu hơn dầu, nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, bén như gươm hai lưỡi, chân nó xuống chốn chết, bước nó đụng đến âm phủ.
Điều mà chúng ta hiểu đầu tiên đó là cái vấn đề chung đụng thân xác ở ngoài Chúa, ở ngoài chương trình và giới hạn của Chúa, thì nó sẽ không phải như là mình mong muốn. Nó là cả một sự lừa bịp kinh khủng. Chúng ta sẽ nhận được cái sự cái kết quả đối nghịch với điều mà mình mong mỏi. Môi kẻ gian phù đặt ra mật thì nó mới đầu thì ngọt như mật, miệng nó dịu hơn dầu, nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, bén như gươm hai lưỡi, chân nó xuống chốn chết, bước nó đụng tới âm phủ. Đi con đường này là đi vào trong cái sự cay đắng, đi vào trong cái chỗ chết, đi vào trong chỗ âm phủ. Thật ra có một cái sự lừa bịp hết sức là mạnh mẽ, nó có cái quyền lực lôi cuốn thân xác, nó ngọt như mật, nó dịu dàng, nó êm ái như sức dầu. Chúng ta không dễ để mà cưỡng lại, không dễ để mà từ chối, nhưng mà cuối cùng thì cái kinh nghiệm đó sẽ đem cho chúng ta sự cay đắng như ngải cứu, tức là cái chỗ thứ đắng hơn hết, và dẫn vào cái chỗ chết chắc chắn, bị cắt ra như bị gươm chém, và mỗi bước đi đều đến gần âm phủ và sự chết càng thêm. Cho nên chúng ta hiểu rằng cái sự sử dụng thân thể ở ngoài chương trình của Chúa, nó là một cái sự lường gạt, nó là một sự lừa đảo, như là chúng ta ăn nhầm cái mồi mà bị giết, gây ra tai hại. Ai đi con đường này chắc chắn sẽ bị diệt vong. Trong ngôn đoạn số 6 chỉ cho chúng ta đây cái sự kết quả của sự đau khổ này là một cái sự chắc chắn xảy ra, không trốn được, không tránh được. Há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thang lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phòng chăng? Kẻ nào đi với cùng vợ người lân cận mình cũng vậy, và mai đụng đến nàng ác chẳng được khỏi bị phạt. Người ta chẳng khinh gì kẻ trộm nếu nó ăn cắp, đặng phỉ lòng mình khi bị đói khát. Hễ nó bị bắt, khắc phải thường bồi gấp 7 lần, nó sẽ nộp hết tài sản của nhà nó. Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm vô trí. Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị mất, và người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ, sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi. Cái sự tàn phá là bảo đảm, không có chỗ thoát. Cái câu hỏi đơn giản rằng ai lấy lửa mà đựng trên áo mà không bị cháy, ai chơi với thằng Hồng mà không bị phỏng, cái câu trả lời là không ai hết. Ai nghĩ rằng mình có thể trốn được, thoát được, thì rõ ràng là không hiểu vấn đề, hay là cái sự thật rõ ràng của vấn đề tội lỗi trong thân xác này. Người ngu dại đến nỗi đi ăn cắp thì cũng hiểu được, vì cái tai hại đền bù cũng chỉ là vấn đề vật chất mà thôi. Nhưng những người phạm tội ở trong vấn đề thân xác, sử dụng thân thể cho tội lỗi, thì ngu dại đến mức không bào chữa được tai hại đến linh hồn hay đến sự sống của mình. Còn nói thêm nữa, trong đoạn 7 câu 21, nàng tức là cái người dâm phụ, hay là cái sự sử dụng thân thể cách sai trật, dùng lắm lời êm dịu khuyến dụ hắn, làm hắn sa ngã bị lời du nịnh của môi miệng mình. Hắn liền đi theo nàng như một con bò đến lò cạo, như kẻ ngu dại bị cầm dẫn đi chịu hình phạt, cho đến khi mũi tên xoa ngang qua gan nó, như con chim bay vào lưới, mà không biết rằng nó rập sự sống mình. Vậy bây giờ hỡi con, hãy nghe ta khá chăm chỉ về lời của miệng ta. Lòng con chớ say vào con người đàn bà ấy, chớ đi lạc vào trong lối của nàng. Vì nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã, và cả bị nàng giết thật nhiều thay. Nhà nàng là con đường của âm phủ, dẫn xuống các phần của sự chết. Chúng ta cũng không cần nói thêm gì, chỉ cần nhớ lại những cái chữ này. Đó là chữ khuyến dụ, nhưng mà làm sa ngã, bị vua nịnh. Đi theo con đường đó thì giống như là đi con bò đi đến lò cạo. Như là bị mũi tên xói qua gan, như là con chim bay vào lưới, bị rập cái sự chính sự sống của mình. Thành thử xây con đường đó là đi lạc vào trong các lối mà không ra được, bị thương tích sa ngã, bị giết, số người thì rất nhiều thay, và nói là nhà nàng là con đường của âm phủ, dẫn xuống các phòng của sự chết. Thế nên sư đồ Phaolô trở lại và nói rằng mọi sự tôi có phép làm. Anh em hiểu vấn đề thì hiểu là có phép làm trong ân điển, nhưng mà anh em dùng cái câu đó để mà giải thích cho cái sự phạm tội sai trật của mình, thì anh em phải biết rằng anh em đang chọn lựa giữa điều có ích và cái điều đau khổ, cái điều lợi và cái điều hại. Thì ở đây ông nói là anh em đang đi con đường mà đi tới cái sự hủy diệt rất là rõ ràng.
Trong ngôn đoạn 9 câu 16 nói thêm nữa, ai ngu dốt hay rút vào đây, nàng nói với kẻ thiếu trí hiểu rằng nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn bụng lấy là ngon thay. Những người nào chẳng biết rằng kẻ chết ở đó và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ. Ai chọn cái sự nguy hại này thì sẽ đi vào trong cái chỗ chết rõ ràng, hủy hại thâm sâu. Dầu là mới đầu thì chúng ta có thể có thấy cái sự khoái lạc trong tội lỗi, nhất là tội lỗi về tình dục, về ăn ái thân xác thì có một cái sự lôi cuốn hết sức là mạnh mẽ. Nhưng mà mới bước vào thì nhiều thích thú, nhưng uống nước như là uống nước ăn cắp, như là ăn vụng. Nhưng phải biết rằng ai đi con đường này thì đến chỗ chết. Và nói rằng những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ. Nhà nàng là con đường của âm phủ dẫn xuống các phòng của sự chết. Hiểu vấn đề là nếu mà chúng ta chọn con đường của cái sự sai trật này thì chúng ta phải đối diện với cái sự kết quả của cái hậu quả của sự chọn lựa đó. Không nói tới ân điển, nếu mà là người tin Chúa thật thì vẫn được cứu, nhưng mà đời sống hoàn toàn bị hủy hoại bởi vì cái tội lỗi sai trật này nó đi rất thâm sâu trong đời sống của mình. Thì ra ở đây ông nói rằng nếu mà không sợ Chúa thì ít nhất cũng phải sợ cái hậu quả tai hại đó để mà tránh đi. Tôi hết giờ nhưng mà tôi muốn làm ít phút nữa để là nói cho xong phần số 2, đó là chọn lựa sự làm chủ hay là làm nô lệ. Sư đồ Phaolô nói tiếp là mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng để sự gì bắt phục tôi. Ở đây cho thấy rằng có vấn đề làm chủ hay làm nô lệ. Khi chúng ta chọn lựa đời sống ở dưới tội lỗi thì chúng ta sẽ làm nô lệ cho tội lỗi. Đặc biệt là khi chúng ta sống tội lỗi về thân xác thì thân xác của chúng ta sẽ ở dưới quyền của tội lỗi. Cái chữ chẳng để sự gì bắt phục tôi, cái chữ bắt phục đó là cái sự bị bắt làm nô lệ, bị bắt ở dưới quyền cai trị, bị bắt trói buộc không cưỡng lại được. Thành ra ở đây ông nói là cái người mà nói rằng mọi sự tôi có phép làm, nói rằng tôi có sự tự do để làm theo ý tôi, nhưng mà nếu mà không hiểu rõ là cái sự tự do đó chỉ làm trong những ơn của Chúa ban cho, trong ân điển Chúa, mà làm theo ý riêng mình, đặc biệt là trong vấn đề sử dụng thân xác cái sai trật, thì phải hiểu rằng chúng ta sẽ bị bắt phục ở dưới quyền của tội lỗi. Thế nên mình có thể nói là tôi được tự do, không có nghĩa là mình được tự do. Trừ ra là mình tự do làm công việc của ân điển Chúa, nhưng mà mình hiểu rằng nếu mà cái sự tự do đó mà sử dụng sai trật thì nó lại đem lại cái sự nô lệ chứ không phải là cái sự tự do. Nên chúng ta hiểu rõ rằng tội lỗi là đem lại cái sự trói buộc. Tội lỗi bắt phục, trói buộc, làm cho nô lệ. Khi chúng ta phạm tội thì tội lỗi cầm quyền. Khi chúng ta phạm tội trong thân thể thì tội lỗi cầm quyền trên thân thể. Và cái định luật của tội lỗi là một cái định luật thống trị, cai trị rõ ràng những người ở dưới tội lỗi. Cho nên cái vấn đề nô lệ hay là bắt phục có nghĩa là chúng ta không thể làm theo ý muốn của mình, nhưng phải đi theo một cái ý muốn mạnh hơn, cao hơn, đàn áp, trói buộc, chủ động trên chúng ta, đó là quyền lực tội lỗi. Nghĩa là chúng ta đi vào con đường này, chúng ta nghĩ rằng mình có thể ra được, nhưng mình đi vào con đường này nó là con đường của nô lệ, cho nên mình sẽ không ra được. Vì sao? Mình là nô lệ. Nô lệ không còn quyết định được cho mình, nô lệ không có quyền tự do, nô lệ bị thống trị. Thì cái chỗ mà nói rằng mọi sự tôi có phép làm để làm sai trật thì phải hiểu được là chúng ta sẽ đi vào trong cái phương diện nô lệ. Một người đối diện với sự chọn lựa thì đứng trước cái vấn đề thẩm quyền của tội lỗi. Một bên là mình có thể vượt hơn, thắng hơn, làm chủ động. Bên kia là sự giao phó thân thể của mình làm nô lệ cho tội lỗi trong thân xác của mình. Thì chính Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 8, câu 34 rằng quả thật tôi nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Sư đồ Phi-rơ nhắc lại trong đoạn 2 câu 19, vì có sự chi đã thắng hơn người thì người là tôi mọi của sự đó. Cho nên tội lỗi sẽ làm cầm quyền trên tất cả những tấm lòng, những thân thể nào được sử dụng để phạm tội. Cho nên Sư đồ Phi-rơ nhắc lại về sự giải phóng của ân điển, đó là chúng ta tự do, có sự tự do của một người được cứu, nhưng sự tự do đó phải được đặt để với một cái nguyên tắc chủ động khác, đó là có một cái sự giao phó chủ động cai trị trong đời sống của chúng ta, và đó là sự cai trị của Chúa và cái quyền sống của Chúa. Chúng ta thấy được cái điều này rõ ràng trong Roma đoạn 6,
câu 16 chúng ta đọc ở đây thì thấy rất là rõ. Anh em há chẳng biết rằng nếu mà anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, sau khi anh em làm tôi mọi của tội lỗi thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự ban cho làm mực thước cho mình, và anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người vì xác thịt anh em là yếu đuối, và anh em từng đặt chi thể mình làm sự làm tôi của sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Và khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi thì đối với sự công bình anh em được tự do. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn vì sự cuối cùng của những sự đó, tức là sự chết. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi sự tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Christ chúng ta. Rất là giàu có ở đây, chi tiết ở đây. Chúng ta một là làm tôi mọi của tội lỗi, hai là làm tôi mọi đối với Chúa. Thì chúng ta sanh ra là tôi mọi của tội lỗi, chúng ta sẽ chết ở trong cái tội lỗi của chúng ta. Anh em đã nộp mình làm tôi mọi của tội lỗi đến sự chết. Nhưng mà Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi sự chết đó và đặt chúng ta làm tôi mọi của sự công chính của Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời, sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự ban làm mực thước cho mình. Và anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Chúng ta đã buông tha khỏi tội lỗi, chúng ta đã được trở nên sự công bình đối trước mặt Chúa. Thì ông hỏi rằng nếu mà chúng ta nhìn lại trong cái thời gian mà chúng ta làm tôi mọi của tội lỗi thì chúng ta được cái lợi gì? Chúng ta có cái ích lợi gì? Chúng ta đã được lời lọc cái chỗ nào? Cái câu trả lời là chúng ta được lời sự chết. Nghĩa là chúng ta được thêm sự chết, chúng ta được tăng thêm cái điều chết chóc trong đời sống của mình. Và khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi thì đối với sự công bình anh em được tự do. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là kết quả mà hiện anh em nay đương hổ thẹn sự cuối cùng của những điều đó, tức là sự chết. Thế là cái sự tôi mọi về tội lỗi nó đem lại sự chết. Bây giờ anh em được giải phóng ra khỏi tội lỗi đó, mà bây giờ anh em lại muốn trở lại với cái sự chết đó sao? Đó là điểm mà sứ đồ Phaolô nói. Anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì bây giờ anh em lấy sự nên thánh và làm kết quả sự sống đời đời làm cuối cùng. Thì đó là cái căn bản của sự quyết định của anh em. Trở lại với phần kinh thánh, cái nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô nói chúng ta phải quyết định. Thứ nhất là chúng ta phải quyết định trên vấn đề có lợi có ích, chứ không phải đem lại cái sự tai hại kinh khủng mà tội lỗi, nhất là tội lỗi về thân xác sẽ dẫn đến. Thứ hai là chúng ta phải không để sự gì bắt phục chúng ta. Chúng ta đã được buông tha khỏi tội lỗi, mà bây giờ nếu phạm tội về phần thân xác, nhất là phần thân xác, tội lỗi nào nó cũng sẽ làm mình trở thành tôi mọi. Nhưng về phần thân xác thì nó bắt phục cả thân xác, cả tâm tư, ý tưởng của chúng ta ở dưới chủ động của tội lỗi. Thành ra không có tội lỗi nào, chúng ta nói là tội lỗi nào cũng sẽ nắm lấy quyền cai trị trên chúng ta, nhưng không có tội lỗi nào nắm quyền chủ động mạnh mẽ trên con người và trên cơ thể như là tội lỗi về thân xác. Giống như tất cả tội lỗi khác, tội lỗi thân xác nếu mà không ăn năn, nếu mà không ngừng lại sẽ càng ngày càng lớn hơn, nó sẽ phát động hơn, nó sẽ chủ động hơn và cuối cùng sẽ làm hư hoại con người trực tiếp đến trong sự liên hệ và ảnh hưởng rất là trầm trọng cho những người xung quanh. Chúng ta tưởng rằng mình có thể làm chủ, mình chủ động được, mình quyết định được, mình muốn ngừng lại hồi nào mình ngừng, mình muốn thay đổi hồi nào mình thay đổi. Mình quên cái chữ là bắt phục làm nô lệ. Khi đi con đường sai trật đó thì chúng ta trở thành nô lệ, chúng ta không trở thành người quyết định. Và khi cái sự cám dỗ đến, nó sẽ làm trọn cái công việc nếu chúng ta để cho nó làm công việc đó. Ở trong Gia Cơ đồng 1 câu số 14 thì nói rằng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác, tội ác đã làm trọn sanh ra sự chết. Anh em yêu dấu chớ tự dối mình. Thì chúng ta thấy tội cám dỗ đến, nhất là cám dỗ đến với vấn đề thân xác thì có một sự đáp ứng của tư dục. Nghĩa là sẽ có một cái sự hoài thai trong cái tư tưởng của mình. Rồi cái thai đó, cái thai tội lỗi đó được cưu mang. Và cái tư tưởng đó nó thành ra là một cái chương trình. Và sau khi cưu mang thì sanh ra, từ cái chương trình đó nó sanh ra một cái hành động.
tư tưởng ra một chương trình, chương trình ra nên hành động. Và khi tội lỗi sanh ra thì lớn lên và làm cho trọn, đi hết cái con đường đó, và hành động được thực hiện cho đến cuối cùng, và cái tội ác làm trọn cái công việc của tội ác, đem đến sự chết. Đó là con đường tội lỗi cho tất cả những tội lỗi, nhưng đặc biệt là tội lỗi thân xác. Chẳng hạn như chúng ta nói về vấn đề porn, chúng ta lên mạng, chúng ta xem những hình ảnh sai trật, thì nó bắt đầu với lại một cái tư tưởng, rồi nó tới một cái sự bị lừa dối, rồi nó đem chúng ta vào trong cái chỗ là sống động trong sự lừa dối đó, tìm kiếm thêm những điều mình tìm, thiết lập những cái chỗ mà mình muốn đi, tới cái chỗ không ra được nữa, tới chỗ bị nô lệ, tới chỗ chỉ còn cách đi sâu hơn, và càng ngày càng đi sâu hơn, càng chết đi trong tâm tư, càng chết đi trong sự liên hệ, và không thể nào vượt ra được, trừ ra là cái sự giải cứu của ân điển Chúa mà thôi. Thành thử chúng ta phải hiểu rằng không ai dự định rằng mình sẽ trở thành nô lệ, không ai quyết định rằng mình muốn làm nô lệ. Nhưng mà nếu chúng ta đi sai trật ở đây, sư đồ Phaolô nói rằng anh em biết ân điển Chúa, mọi sự tôi có phép làm. Anh em phải biết rằng có điều có lợi, có điều không có lợi, có điều đem lại sự ích lợi, có điều đem lại sự đau đớn vô cùng, anh em chọn lựa trên căn bản đó. Anh em biết rằng có sự tự do trong ân điển Chúa, nhưng chúng ta biết rằng hễ giao phó đời sống của mình, nhất là thân thể mình cho tội lỗi, thì chắc chắn sẽ trở nên nô lệ của tội lỗi. Anh em đã được giải phóng, thì bây giờ sống trong sự giải phóng đó. Đó là cái nguyên tắc được thiết lập cho chúng ta, để chúng ta thấy được cái căn bản khi chúng ta tới phần tới, áp dụng đời sống thanh sạch trong thân thể, sống cho thân thể là vì Chúa, thân thể được hiệp một với Chúa, thân thể để thờ phượng Chúa. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu rằng chúng ta phải chọn lựa sự sống ích lợi thay vì chọn lựa sự đau khổ. Chúng ta chọn lựa sự sống làm chủ thay vì làm nô lệ. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục tôi. Thì chúng ta đã chọn lựa đời sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta đối diện với những cái sự chọn lựa trong đời sống chúng ta. Một số anh chị em chúng ta đang đối diện một vấn đề về vấn đề chọn lựa thân xác này rất là rõ ràng, rất là hiện tại. Thì chúng ta phải có cái sự chọn lựa cách đúng theo lời của Chúa. Có những sự chọn lựa khác, có lẽ trong đời sống chúng ta cái khía cạnh thân xác nó không phải là cái chuyện hiện tại khó khăn. Nhưng mà cái nguyên tắc của tội lỗi đem lại sự hủy hoại, và cái nguyên tắc của đời sống trong Chúa, đức tin đem lại sự có ích. Chúng ta chọn để thân xác của mình được Chúa sử dụng làm tôi mọi của sự công chính của Chúa, cho nước vinh hiển của Chúa. Còn không thì thân thể chúng ta và đời sống chúng ta sẽ làm tôi mọi cho tội lỗi. Đó là sự chọn lựa căn bản của chúng ta. Chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa phán dạy cách rõ ràng. Xin Chúa cho chúng con đối diện với những điều đang phải chọn lựa hiện tại, để mỗi bước chúng con đi bày tỏ đức tin trong Chúa và sự khôn ngoan mà Ngài ban cho. Chúng con có sự tự do của đức tin, của ân điển Chúa, không còn ở dưới sự đòi hỏi phải làm trọn luật pháp nữa để được sự cứu rỗi. Nhưng vì chúng con có sự tự do đó, cho nên sống trọn để làm ích lợi cho đời sống chúng con trong Chúa và cho công việc của Ngài. Để chúng con không đi vào cái sự đau khổ của chính sự chọn lựa của mình vì tai hại mà trong tội lỗi đã được sẽ sinh ra trong cái hậu quả mà đời sống chúng con phải đối diện. Xin Chúa cho chúng con chọn lựa để làm chủ động trong đời sống trên thân thể của chúng con để hầu việc Chúa, thay vì để tội lỗi làm nô lệ, làm cho chúng con trở thành nô lệ mà trở thành người không hữu hiệu, người sống đau khổ, người sống vô ích, người sống đi đeo đuổi những chuyện không ra gì trong đời sống này, mà không chủ động trong đời sống theo Chúa để đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Ngài. Xin Chúa thương xót chúng con, cho chúng con có nguyên tắc sống thánh sạch, nhất là về thân thể này, cho danh thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con đồng lòng cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen.